đêm đông trên đồng tuyết rơi. Bỏ trời ngôi hai Giáng sinh làm người, vì yêu thương bao thế nhân, Ngài đã xuống trần nghèo nàn tân hôi. Kính thưa ông bà và anh chị em, đêm nay nhắc lại cho chúng ta một đêm xưa vĩ đại, đêm lưu dấu lịch sử nguồn ơn cứu độ tuôn tràn trên nhân loại. Đêm ngôi hai Thiên Chúa từ bỏ ngay trời xuống thế, trong thân phận loài người mong manh như chúng ta. Đêm giao duyên đất trời, đêm chia sẻ, cảm thông với những người hèn kém, khổ đau. Đêm bừng sáng hy vọng cho chúng ta, những tội nhân đang cần được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Vâng, một đêm lịch sử và ý nghĩa. Trước khi bước vào thánh lễ của đêm cực thánh này, chúng ta cùng nhau tham dự giờ canh thức Giáng sinh để xét tính một lần nữa về tình yêu ngàn đời mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta qua chương trình cứu độ của Ngài. Để một khi cảm nhận được thật sự lâu lắng tình yêu vĩ đại đó, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh của niềm tin vào Đức Kitô để tiếp tục bước theo Ngài, dám can đảm sống cho lời Ngài, sống cho những giá trị tin mừng mà Ngài đã rao giảng, giữa một thế gian gian tà và sa đọa. Giữa lần thế hệ nữa, đó, chúng ta phải chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời. Vì thế, ước mong sao khi mỗi người trong chúng ta tham dự giờ canh thức này, chúng ta ý thức và cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của tình yêu mà Thiên Chúa đã, đang và còn tiếp tục đổ tràn trên nhân loại, đặc biệt trên mỗi người con cái Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy đón nhận Ngài vào trong tâm hồn, trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta, bằng tâm tình sám hối và dục lòng khao khát đón nhận Ngài, không chỉ trong đêm cực thánh này, không chỉ trong mùa Giáng sinh hồng phúc, mà trong suốt hành trình của cuộc đời chúng ta. Giờ đây, để cho đêm canh thức được bắt đầu, kính mời cộng đoàn chúng ta hãy hiệp lời cùng ca đoàn để diễn tả tâm tình mong chờ Chúa đến. Kính mời cộng đoàn đứng. Mời cộng đoàn ngồi. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời mà mọi vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Thật vậy. Lúc khởi đầu, khi vũ trụ vạn vật còn chìm trong hư vô trống rỗng, và rồi sáng kiến tình yêu Thiên Chúa nảy sinh, muôn loài muôn vật được dựng nên. Thiên Chúa đã yêu khi dựng nên con người và đã chuẩn bị tất cả mọi sự cho con người. Thiên Chúa phải có ánh sáng,
liền có ánh sáng, và Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, có mang hạt giống, cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy. Thiên Chúa lại phán: Nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật nước nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Liền có như vậy. Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú. Liền có như vậy. Sau khi tạo dựng nên muôn vật trong trời đất, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một người nam gọi là Adam và một người nữ gọi là Eva. Cả hai đã được Thiên Chúa trang điểm bằng các ơn siêu nhiên và ngoại nhiên, khiến họ trở nên xinh đẹp, rực rỡ trong bức tranh vũ trụ tuyệt tác. Nhưng vì quỷ dữ ghen tương, chúng âm mưu phá vỡ hạnh phúc của con người bằng cách gieo nghi ngờ vào trong tâm hồn người thiếu nữ. Và Eva đã nghe lời từ mật của rắn quỷ mà giơ tay hái quả chúa cấm với tham vọng được bằng Thiên Chúa. Con người đã lạm dụng sự tự do mà chối tình yêu và bất tuân lệnh Thiên Chúa, để rồi lãnh nhận hậu quả, phải đau khổ và phải chết. Hậu quả này đã in đậm trên trang sử nhân loại. Con người trở nên đối nghịch với Thiên Chúa, đối nghịch với nhau, đối nghịch với thiên nhiên và đối nghịch với chính mình. Thảm họa chết chóc bao trùm trên toàn nhân loại. Adam, anh đi về đâu đó? Bên kia trời lộng gió, tiếng ra về vẫy gọi trong nắng chiều. Thank you.
trong nắng mai. Adam, anh đi về đâu đó? Adam, quên ân tình Thiên Chúa, xóa tan đi nụ cười trong nắng mai. Hạnh phúc địa đàng tưởng như vô tận, giờ đây vỡ tan dưới từng bước chân đi. Có người rời xa Thiên Chúa, đi vào một tương lai mịt mờ. Cửa địa đàng đã đóng lại và được thiên thần Kerubim canh giữ với thanh bảo kiếm rực lửa trên tay. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã không nỡ bỏ rơi con người trong thống khổ của tội lỗi và cái chết. Người hứa ban một đấng cứu thế để cứu chuộc con người. Một khi đã thỏa hiệp với sự dữ, con người hóa ra hư hỏng và tội lỗi của họ chất chồng đến nỗi Thiên Chúa hối tiếc vì đã tạo dựng nên con người. Ngài quyết định thanh tẩy bộ mặt trái đất. Thiên Chúa cho mưa đổ xuống mặt đất suốt 40 đêm ngày và mọi sinh linh ngập chìm trong biển nước. Tuy vậy, Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã gìn giữ tính mạng những người công chính còn sót lại trên một chiếc tàu. Đó là cả gia đình ông Noe. Thiên Chúa đã đổi mới lại bộ mặt địa cầu và con người lại tiếp tục sinh sôi nảy nở trên mặt đất. Nhưng con người với bản tính kiêu ngạo đã âm mưu chống lại Thiên Chúa lần nữa qua việc bắt tay xây dựng ngọn tháp cao đến chọc trời. Vì họ nghĩ phen này Thiên Chúa không thể dùng lục hồng thủy mà trừng trị chúng ta được nữa. Và Thiên Chúa lại lần nữa sửa dạy con người. Ngài phân tán họ theo tiếng nói họ có thể nghe và hiểu. Ngài định phần riêng cho mọi dân tộc dựa theo ngôn ngữ và tập quán, khiến họ lên đường. Mặc dù con người đã bao phen phản bội tình yêu Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vẫn mãi tha thứ và trung thành. Qua tổ phụ Abraham, Ngài đã tuyển chọn Israel làm dân riêng và hứa ban đấng cứu thế xuất thân từ dân tộc này. Lời hứa ấy là một niềm hy vọng lớn lao cho những ai đang mong đợi đấng cứu tinh ngự đến. Dân Do Thái đã trải qua bao nỗi thăng trầm của lịch sử, họ làm sao quên được những ngày tháng tủi nhục, ê chề của kiếp người nô lệ bên Ai Cập. Đó là những ngày ngược đãi dã man, chen lẫn trong những tiếng rên rỉ, than vang. Thế rồi, đến đời vua Roboam, 10 chi họ kéo lên phía bắc lập ra nước Israel. Còn lại 2 chi tộc khác ở phía nam lập ra nước Giu-đa. Dân Do Thái đã bị chia rẽ. Riêng nước Giu-đa còn phải chịu lưu đày bên Babylon suốt 70 năm ròng rã, chứa chan những máu, mồ hôi và nước mắt. Tội lỗi vẫn tiếp tục lan tràn từ ngàn xưa mãi đến hôm nay, ẩn dưới lớp vỏ bọc của tiền tài, lợi lộc, danh vọng và quyền lực. Tiền đã trở thành ông chủ độc tài và tàn ác, bóp nghẹt lương tâm con người. Con người thời nay không chết vì chiến tranh loạn lạc, nhưng chết vì sự vô cảm, bất nhân của người đồng loại. Khi người ta chỉ lo thu vén cho mình, trái tim họ chai sạn trước tiếng gọi của tình yêu.
Con người chỉ vì không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nên phải làm nô lệ cho sự dữ. Nhưng Thiên Chúa vẫn mãi yêu thương và chờ đợi con người, dù đôi lúc dường như Ngài im lặng và vắng bóng. Đối với Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được yêu thương một cách trọn vẹn và độc đáo. Bởi đó, trong tình yêu muôn đời, Người vẫn dõi theo chúng ta. Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta đấng cứu độ và cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Người đã chuẩn bị một thời gian để đưa ra các lời hứa và một thời gian để hoàn thành các lời hứa đó. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai sứ thần đến làng quê Nazareth, xứ Galilea, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Và thế là mùa nhiệm cứu độ bắt đầu.
con Thiên Chúa đã xuống thai trong lòng thanh khiết của Đức Trinh Nữ Maria. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa đã viếng thăm cứu độ nhân người. Chấp nhận xin vâng là chấp nhận những thử thách của lòng tin. Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày sứ thần báo tin, ông Giô-se và bà Maria âm thầm chuẩn bị cho hài nhi tương lai sắp ra đời. Lúc mọi sự đã sẵn sàng, thì lúc bấy giờ có chiếu chỉ của Quirinio, tổng trấn xứ Syria, thông báo cho toàn thể dân chúng thuộc xứ Galilee, Judea, Samari, Decapoli rằng: Loa, toàn dân nghe đây, chiếu chỉ của nhà vua, ai nấy đi lên quê hương của mình mà khai dân số. Lệnh này bắt đầu từ ngày hôm nay. Loa. Ôi Thiên Chúa, ý người truyền đã tỏ, muốn con người sinh tại đất Bethlehem. Ôi con ơi, con sắp đến ngày sinh, ngàn sương gió nào ai thấu hiện tình. Giữa mùa đông giá rét, trên con đường sỏi đá dẫn đến Bethlehem, một đoàn lũ đông đảo từ các nơi trên khắp miền đất nước Do Thái tuôn về để khai sổ bộ theo lệnh của hoàng đế Augusto. Trong số đó xuất hiện một đôi lữ khách quen thuộc, đó là thánh Giô-se và mẹ Maria. Vì là những người thuộc gia tộc David nên ông bà đi từ thành Nazareth thuộc xứ Galilea hành trình lên David thuộc xứ Judea để khai sổ bộ. Trời đã về chiều, núi đồi Bethlehem tuyết trắng phủ đầy. Hai bóng người bước đi bên nhau lặng lẽ. Họ đâu biết rằng những nỗi bất hạnh đang chờ đợi họ đêm nay. Bởi Maria đã đến ngày khai hoa mãn nguyệt. Một đời lữ khách bước chân nặng nề tìm chốn nương nhờ, ngoài kia gió sương lạnh lùng nào ai thấu chăng. Một người âu lo thổn thức nhịp bằng trong cơn não nề, ôi tương lai sẽ đi về đâu? Màn đêm buông xuống gió đưa dẫn giờ, đừng không bóng người. Như có tiếng nho to chuyện trò ở nơi quán kia, ngập ngừng đứng tay nhà có người đợi chờ ai kia giúp mình cho đêm. Quê hương.
cách đường, tình nơi nấu nương chiều chiều tôi dắt chân. Một mồ nhiệm nào ai suy thấu, đấng cứu tinh nhân loại hằng trong ngóng, đã đến trần gian trong âm thầm lặng lẽ, không tiếng tung hô, không lời chào bái. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận người, thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Mùa hồng ân đã đến với nhân loại, con Thiên Chúa đã giáng sinh. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho nhân loại chúng ta trở nên giàu có. Ôi, mầu nhiệm tình yêu quá cao vời, và ngàn đời ai hiểu thấu. Nào hỡi các thiên thần, hãy tố vang cung đàn réo rắt ca mừng con Chúa. Nhân loại hỡi, hãy bước tới để chiêm ngắm tôn thờ Thiên Chúa làm người. Cùng nhau, ta hãy hát lên bài ca Giáng sinh, bài ca tình yêu muôn thuở còn vang vọng mỗi cho tới muôn ngàn đời. Thank you.
che soi trần gian. Mừng ngày Chúa đến trong một đêm lạnh căm, cho con tim yêu hiền hòa, cho đôi môi thêm nụ cười, ngày trời với đất giao hòa trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Chúa đến trong một đêm lạnh căm, cho con tim yêu hiền hòa, cho đôi môi thêm nụ cười, ngày trời với đất giao hòa trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Trời soi trần gian, mừng ngày Chúa đến trong một đêm lạnh căm, cho con tim yêu hiền hòa, cho đôi môi thêm nụ cười, ngày trời với đất giao hòa trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Noel nay đã về rồi, mang đến niềm vui rộn ràng, hòa tặng đêm thanh tưng bừng trong mùa đông. Con tim của các mục đồng năm xưa đã thổn thức trước nỗi cơ hèn của Chúa Hài Nhi nơi Bethlehem. Ước gì con tim của chúng ta đêm nay cũng biết rung động khi hướng về những Bethlehem khác, cụ thể như những gia đình côi cút, nơi viện dưỡng lão, những bệnh viện, trường mẫu giáo, nơi kẻ khuyết tật, những người nghèo đói, cô nhi quả phụ, những nạn nhân của thiên tai bạo lụt. Đêm nay, Chúa Hài Nhi hiện thân nơi họ, Người đã thương xót và ủi an chúng ta, thì Người cũng mời gọi chúng ta bày tỏ tình yêu thương đó cho những kẻ khốn cùng đang sống bên lề xã hội, ngay bên cạnh mỗi người chúng ta. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành thánh đức và một năm mới bình an. Kính mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta cùng hát kết thúc.